mời tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Điện nha. Trưa nay thì anh em mình đang có mặt tại Cống Lình Quỳnh của hòn đất Kiên Giang. Thì hôm nay làm lễ đưa một cụ ông 99 tuổi là một cái chức rất là cao ở trong đạo Cao Đài. Ở bên đây thì mình cũng không biết nữa, nghe nói là chánh trị sự gì đó. Ở bên trong quan tài thì mình có thấy một cái chiếc khăn màu đỏ phủ lên quan tài. Thì chiếc khăn màu đỏ đó thì nó cũng thể hiện cho cái chức vụ hoặc là một cái cấp bậc nói chung ở trong họ đạo. Ở này mình có không gành đó các bạn ơi. Hồi nào giờ mình cũng hiếm khi thấy chiếc khăn màu đỏ đó để mà quàng lên chiếc quan tài đó các bạn thấy không. Thank you.
Hiện tại thì anh em mình đã tới nơi Hạ Nguyệt nha, tới khu Nam Mậu. Giờ này là cũng trưa rồi, ngay giờ cao điểm, giờ học sinh bắt đầu ra về. Giờ là anh em cùng với bà con đang xuống dòng hoa nha. Mình đứng ở đây được. Chưa hàng xuống nha lắm. Nấy lại lên sóng rồi. Gặp cái này mình sẽ quay cảnh xuống quan tài. Đây là chủ dịch vụ mai táng của trại hàng Hầu Thạch. Ở bên đây thì đang làm lễ nha. Sau khi làm lễ xong thì tiến hành đưa quan tài về nơi an nghỉ nha. Chánh trị sự của bên cao đài, một cái chức vụ khá là cao, mới có cái mảnh khăn màu đỏ quàng lên cái chiếc quan tài nha. Chín mươi chín tuổi. Rồi giờ là di chuyển chiếc thuyền Ngọc Nhã vào bên trong cho gần cái nơi Hạ Nguyệt nha. Anh đàn vô mấy em ơi. Đi theo đội chạy thôi, bác sĩ. Nghỉ đi ông này nha.
đây đúng. Con trời khủng nha. Rồi chiều đoàn ơi, chiều đoàn chưa? Thấy gì mất gì mình chết nhiều lắm. Rồi rồi rồi, cái xuống đây là đủ đủ rồi. Cái đồng này chuyển lại. Rồi trong kia vô trong kia sao có bấm rồi chơi chiêu luôn tiền cao nha. Rồi. Nắng này gắt da thì chứ. Đâu kèn đâu? Chấm chấm chấm. Rồi đánh chấm này ơi. Ha 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 ha
Anh em mình rút về luôn.